Bây giờ cái gà này mình sau 2 tiếng mình thấm rồi anh. Bây giờ mình sẽ làm công đoạn là mình sẽ quấn nó lại. Mình sẽ cuộn nó lại. Cuộn nó lại. Cuộn nó lại và mình định hình nó để chút xíu nữa khi mà mình nướng nó sẽ tạo ra cái hình tròn cuộn trông nó đẹp hơn. Dạ. Nếu mà món hấp á thì chúng ta sẽ sử dụng cái màn ở cái giấy bạc hoặc là cái plastic để chúng ta cover nó lại. Nhưng mà nếu không có đó thì chúng ta sẽ sử dụng tâm để chúng ta giữ được cái định vị cái phần gà lại. Và gà khi sau 2 tiếng các bạn ướp á, mảnh đứt ở đây mà đứt ngửi được cái mùi rất là thơm các bạn. Đủ các mùi gia vị, mùi sả, mùi hành. Ngoài ra cái phần sốt á rất là thơm. Dạ. Yeah. Rất là thơm. Các bây bạn nên thử món này ở nhà nha. Mình sẽ cho cái phần nhãn vô. À, nhãn đây là cái phần mà nó nói lên cái món ăn. Đúng rồi. Yeah. Mình sẽ cho vào trong này. Và ở trong này đó, để cho cái món ăn của mình nó không đỡ ngán thì chúng ta cho một ít tiêu. Ít tiêu hồng vô. Chúng ta cuốn lại. Chúng ta cuốn từ cái đầu nhỏ ha. Dạ, cuốn mình lại. Để ngang lại các bạn. Thì mình cuốn lại nó sẽ dễ cuốn hơn. Thì nó sẽ ra cái cuộn vậy nè quý vị. Wow. Rất là dễ các bạn. Khi mình cắt nó bè ra, khi mình cuốn nó như một cuốn chả giò vậy. Mà nó sẽ cuộn ra hình rất là đẹp. Đức lấy cho mình mấy cây tâm này luôn. Em sẽ lấy cây tâm này cho anh. Để chúng ta sẽ định hình đó. Chúng ta xiên qua để chúng ta giữ cho nó trong cái quá trình. Lát chút chúng ta đem chúng ta pan fry nó lên trước. Để chúng ta có cái màu trước đó Đức. Dạ. Cho nó đẹp hơn là sao. Mình cố định nó săn lại, nó cố định sơ lại. Đúng rồi. Mình sẽ áp chảo nó đúng không? Còn không á thì chúng ta có thể sử dụng là cái chỉ. Dạ. Cái chỉ mà chuyên buộc của thực phẩm á. Dạ. Chúng ta cũng sử dụng được. Rồi bây giờ nè, thì anh Nhân chuẩn bị một cái mâm rồi, có phần sả đập dập các bạn, để lót dưới cái mâm này để mình bỏ vô lò, mình bỏ vô lò mình nướng oven mình nướng các bạn. Mục đích cái sả này á thì mục đích là theo em biết anh hay có phải đúng không nha? Thứ nhất là làm cho nó gà nó khỏi bị dính. Cái thứ hai là cái sả này khi nướng nó tạo ra mùi thơm, nó lại bám ngược cho gà, nó làm cho gà mình lại thơm hơn nữa. Nó tăng được cái mùi thơm lên. Chính xác rồi đó. Dạ đúng rồi. bây giờ mình sẽ áp chảo cái gà đúng không anh? Cái áp chảo là nó giúp cho tạo màu cho cái món ăn của mình, nhìn trông nó hấp dẫn hơn, nó giống như nướng giống cái cốt khô mà mình hay sử dụng đó, mình hay nướng. Thì ở trong cái quá trình khi mà nướng thì Nhân sử dụng một cái loại chảo gang hoặc là chảo bằng sắt. Thì quý vị có thể sử dụng là nó có những cái chảo vân sọc rồi các loại cũng được. Chúng ta có thể sử dụng. Sau đó chúng ta sẽ cho cái phần dầu vào. Chúng ta cho một lượng vừa phải. Chúng mình ta cho lượng vừa phải. Mình chán chảo nó. Để rồi chảo cái phần chảo này nó sẽ không có dính cái phần gà các bạn. Rồi mình sẽ bật nó nhỏ nhỏ lại. Rồi mình sẽ áp chảo nó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho gà vô. Thì quý vị lưu ý là chúng ta cho rất ít dầu nha. Chúng ta cho ít dầu thôi. Rồi mình sẽ cho phần gà vô. Con gà khi mà áp chảo thịt gà nó sẽ co lại. Và nó lúc đó nó sẽ định hình một cái miếng gà nó chắc hơn. Thì khi mình nướng á, gà nó sẽ không bị bung trong quá trình mà mình nướng. Quý vị có biết là ở đây là Nhân đứng là nghe mùi rất là thơm ha Đức hả? Rất là thơm. Các bạn hiểu không? Cái mùi của những cái gia vị á, khi nó kết hợp vô và khi nướng lên á, cái mùi khói lên rất là thơm. Các bạn nên thử làm món này ở nhà các bạn. Rồi, ở đây thì Nhân có chuẩn bị một ít cái bơ lạc, cái insert sốt á, để chúng ta không có cho cái loại mà nó bị mặn thì cái mùi nó sẽ, cái vị nó sẽ bị ảnh hưởng. Dạ, mình xoài cái loại xoài cái loại bơ mà bơ lạc các bạn. Bơ lạc. Bơ lạc nó không có vị ha. Chúng ta sử dụng bơ từ sữa bò. Chứ đừng có sử dụng bơ thực vật thì thường nó có cái mùi. Dạ. Đây là một cái kinh nghiệm chia sẻ các bạn thấy không? Bây giờ mình nước ngoài đó mình nước nghe được cái mùi bơ nó kết hợp với cái mùi gia vị nó làm cho cái món ăn này á nó rất là hấp dẫn rồi đó, nghe rất là thơm. Nào quý vị xem cái màu nè, Đức thấy không Đức? Dạ, rất là đẹp. Màu nó đẹp. Dạ. Và quý vị đừng có lo là sao thấy nó hơi có cái màu như vậy. Bởi vì thật ra đó là mình làm cái màu mà nó giống barbecue thì nó mới đẹp, trông nó mới đẹp hơn. Dạ. Yeah. Có cái kẹp bên kia. Bây giờ tiếp theo á, ở trong này đó thì Nhân sẽ sử dụng một ít cái nước cam. Cái nước juice của cam sẽ giúp cho cái món ăn của chúng ta nó sẽ không có bị khô ở trong cái quá trình khi mà chúng ta chế biến món. Và nó giúp cho cái vị của cái thịt gà nó ngọt hơn trong quá trình khi chế biến nữa. Các bạn biết không, cái cách này á, nó cũng tương tự giống như một cái cách làm gà của người Mỹ đi. Người Mỹ thường thường mà nướng seafood nè, hoặc là nướng những cái loại mà thịt á, họ thích cho chanh trực tiếp vô để mà nướng. Mục đích á, là giúp cho thịt nó mềm hơn. Đồng thời á,
nó sẽ giúp cho cái hương vị nó tăng lên rất nhiều trong quá trình nó nướng. Mà cái này là mình Đức thấy là gần như là anh Nhân đang dùng một cái cách gọi là nó khá đặc biệt để mà nó tăng lên cái hương vị cho cái món ăn này. Mà nó rất là lạ cái là mình dùng nhãn kết hợp với là nhiều nguyên liệu khác mà nó không có phải là mình đi xa cái truyền thống nhiều, nhưng mà rất là ngon ha. Rồi chúng ta sẽ cho một ít bơ lên trên mặt để trong cái quá trình khi mà nướng đó, bơ nó sẽ chảy ra, nó giúp cho cái món ăn chúng ta nó không bị khô. Phần thứ hai nó rất là thơm và nó có cái màu sắc đẹp. Các bạn ơi, nghe mùi rất là thơm, bạn nghe vừa mùi nhãn, mùi cam nó kết hợp vô cái mùi nhãn rất đặc biệt, nó rất là nồng các bạn, nó lên rất là nhiều. Dạ. Ở trong này đó thì chúng ta sử dụng một ít honey mật ong á, để chúng ta ướp vào trong cái phần nhãn để chút xíu nữa chúng ta sẽ lấy cái nước mà sau khi chúng ta nướng á, thì chúng ta có nước chuốt của cái phần gà này chảy ra, thì chúng ta sẽ cho vào, chúng ta trộn vào đây để chúng ta có cái nước sốt để ăn kèm với món ăn này. Wow, rất là lạ mà ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đem nướng cái này vào. Thì bây giờ là coi như là mình đem đi nướng gà, mình đem đi hấp xôi. Thì bây giờ mình sẽ làm công đoạn gì tiếp anh Nhân ha? Trang trí. Đúng, chính xác. Mình đợi mà đúng không? Đợi mất thời gian để mà mình sẽ làm cái này. Thì bây giờ mình sẽ trang trí làm sao để cho cái món ăn này nó ngon hơn anh Nhân. Anh Nhân hướng dẫn luôn cả mọi người cùng coi luôn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta có cái quả nhót của Hà Nội. À, cái quả nhót này á, Mạnh Đức nói sơ các bạn luôn á. Cái quả này nó hơi đặc biệt ở một chỗ là gì? Đây là một cái loại quả nó khá đặc biệt ở miền Bắc mới có thôi. Thì cái quả này nó có một cái vị chua và nó có một cái vị chát. Vừa chua vừa chát nó sẽ kết hợp vô cái món ăn này, nó sẽ theo bản thân em nghĩ nha, nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà ví dụ như ở bên Mỹ mình không kiếm được cái quả này thì sao? Thực sự quả này thôi không có bên Mỹ. Thì các bạn sẽ thay bằng cái quả cà chua bi ha, thì vẫn xài vẫn ok, vẫn ăn vẫn ngon ha. Thì bây giờ anh Nhân sẽ trang trí cái này. Rồi ngoài ra thì mình Đức thấy á, anh Nhân có chuẩn bị một ít cái phần mà cam đó bạn. Phần cam Mỹ này á, mình sẽ mua và mình sẽ cắt ra cái phần muối này ra để mình ăn kèm với nó sẽ rất là ngon. Ở đây là cái phần khuôn mà để chút xíu nữa chúng ta bỏ cái sticky rind đó, chúng ta để vô đây. Chúng ta để vô đây để cho nó tạo lên cái màu sắc. Và cái cuối cùng á là cái phần cái quả nhót hoặc là cái cà chua bi nè. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái phần thịt này chúng ta để lên trên này để cho nó có cái màu đỏ. À, giống như là một cái bông hoa các bạn. Bây giờ mình làm cái phần gà này mình sẽ trình bày nó là kỳ dĩa đó anh nha. Đúng rồi. Bây giờ mình phải lấy hết mấy cái phần tâm, này tâm hồi nãy. Mình rút ra hết. Quý vị thấy cái màu Đức ha. Cái màu nó đẹp ha Đức. Lên rất là đẹp. Nó có một số cái điểm mà nó hơi nâu đậm á, thì nó làm miếng gà mình nó đang được mình nướng bằng than á, nó sẽ rất là đẹp. Wow. Ở đây mình Đức nghe cái mùi thơm các bạn. Có mùi thơm rồi. Rất là thơm, rất là đặc biệt. Bây giờ mình Đức chỉ có muốn là xong rồi mình Đức thưởng thức xem cái món này nó đặc biệt chỗ nào đây. Đây. Không nghe tên là hấp dẫn rồi. Còn bây giờ là tới vấn đề là thưởng thức đi. Bây wow. Cái gà như này mình nướng nó vừa tới cho nên cái gà nó rất là juicy các bạn. Nhìn các bạn nhìn thấy phần trong đây. Đó, nó rất là nhiều nước, nó rất là juicy bên trong này. Món gà này rất là ngon. Bây giờ thì cái phần nước, đây là cái nước sốt mà nãy mình nướng cái gà. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ trộn chung với là cái phần mà nhãn. Mật ong với lại cái nhãn này. Đúng rồi. Để mình marinate rồi đó. Rồi mình trộn nó lại, kết hợp vô để mình làm cái loại sốt nó rưới lên trên gà để mình kết hợp mình ăn vô. Rồi, cái này mình sẽ rưới cái nước sốt lên. Thì quý vị sẽ rưới lên trên cái phần gà. Cái lượng đó thì chúng ta cũng phải cho nó đủ cái lượng nước sốt để chúng ta có thể dùng kèm được. Món ăn đã hoàn chỉnh rồi các bạn. Đây là món gà nướng lông nhãn. Gà nướng lông nhãn. Cái việc trình bày đã xong rồi. Ở đây anh đã chuẩn bị một phần cho mình thử để em thấy nãy giờ anh chuẩn bị ở đây cho em là em biết là cho em. Còn cái này là sao? Cái này là để cho khán giả coi lại một lần nữa những cái món ăn này nó đẹp như thế nào. Mình Đức thấy là nó quá đẹp ha. Thì bây giờ là mình Đức sẽ thử ha. Thì mình Đức sẽ thử từng cái phần một. Đầu tiên là cái phần nếp đi. Nếp hồng này nè. Nếp hồng này là cũng có ớt, phần ớt chuông beo nè. Dạ. Ăn rất đặc biệt các bạn. Tuy là nãy đó mình có cho muối vô nhưng mà nó không có mặn. Nó làm nếp có tác dụng, đường muối có tác dụng cho nếp mình nó dậy hơn. Nó ăn giữa cái nếp trắng và cái nếp hồng nó không khác biệt gì nhau nhiều, nhưng mà nó đặc trưng là cái phần nếp này nè, mình ăn vô mình sẽ cái mùi nước dừa, cái mùi nước trắng này
mình ăn vô mình sẽ được cái mùi nước dừa đầu tiên rõ ràng hơn. Còn cái này thì mùi nước dừa nó xông rõ ràng hơn mà ít hơn, cho nên là hai cái phần này á ăn kết hợp rất là đặc biệt ha. Bây giờ mình sẽ ăn tí cái phần gà ha. Wow, một ít nhãn luôn anh Đức ha. Em sẽ ăn từng cái một trước rồi sau em ăn kết hợp lại. Cầm ba đủ không? Cầm ba lại. Cái món này á, mình Đức ngửi thấy một cái mùi là mùi nhãn là cái mùi đầu tiên, nghĩa là cái món ăn này á, nói là gà nướng với là nhãn, lông nhãn á, thật sự không sai. Thật sự mà nói là đầu tiên món ăn nó nói lên á, cái tên gọi là cái món ăn á, tên gọi món ăn gì thì khi món ăn nó phải bật lên mùi đó. Đây là cái mùi nhãn rất đậm đà. Nó rất là ngon. Các bạn biết không, khi mà mình nghĩ á, món gà nướng nhãn này á, nó có vẻ là nó sẽ ngọt hay gì đó, nhưng mà các bạn đừng có hiểu lầm đó nha. Không hề ngọt, một cái vị đậm đà, nó rất là đặc biệt. Và cái gà của mình á, nó không bị quá thấm quá, cho nên cái gà mình nó ăn được còn cái vị gà rất là ngon. Thế đó, còn món ăn này rất là ngon ha, kết hợp với cái phần nhãn này. Gà đó bụng quá. Gà Đức tả phần gà đó bụng quá. Nó rất là ngon các bạn. Các bạn biết không, phần nhãn nó giòn, nó thấm tháp cái phần gia vị, nó kết hợp giữa cái vị mặn vẫn như cái vị ngọt giữa cái nhãn, nó kết hợp lại nó rất là hài hòa. Một món ăn nó quá hài hòa, nó sự là quá tuyệt vời các bạn. Mình sẽ ăn luôn hai phần nếp này nè, lấy phần nước sốt này chấm vô. Món này rất là xuất sắc. Các bạn phải nhớ một điều là Mạnh Đức luôn luôn đem tới những cái món ngon nhất cho các bạn. Và đây là một cái món ngon từ một cái vị đầu bếp là Võ Hoàng Nhân. Coi như là món ăn này gọi là quá trên những cái gì mà Đức nói thật sự là chưa bao giờ mà Đức có thể ăn một cái món kết hợp quá ngon vậy. Và cảm ơn các bạn đã đón theo dõi chương trình Let's Cook in Việt Nam tại Việt Nam của Mạnh Đức. Và cảm ơn anh Nhân rất là nhiều đã chia sẻ cái món ăn này cho Mạnh Đức cũng như là mọi người cùng coi. Và Mạnh Đức tin là cái món ăn này nó sẽ góp mặt vô cái bữa tiệc của các bạn, một cái bữa tiệc rất là phong phú và sẽ làm cho coi như là bạn bè, gia đình các bạn cảm thấy là bất ngờ và cảm thấy hiếu kỳ để ăn cái món ăn này. Và xin cảm ơn các bạn một lần nữa đã cố gắng theo dõi chương trình của Mạnh Đức.